Lộc xin chào tất cả mọi người. Sáng hôm nay là ngày mùng 1 Tết. Lộc sẽ quay chùa Quỳnh Thọ ở tại thành phố Nha Trang. Hiện tại là người dân đang đi đến chùa Quỳnh Thọ rất là đông luôn mọi người. Bây giờ thì Lộc sẽ quay toàn cảnh ở phía trước chùa Quỳnh Thọ để mọi người xem ha. Người dân cũng đang đứng phía trước để chụp hình nè. Bây giờ thì Lộc sẽ đi quay đường cái mọi người. Ở phía trước năm nay thì thầy có trang trí để cho người dân đến chùa để chụp hình nè, rất là đẹp luôn mọi người. Wow. Bây giờ thì chỉ có 8 giờ mấy mọi người, người dân cũng đang đứng chụp hình nè. Sáng hôm nay thì Lộc sẽ đi quay những ngôi chùa mà cảnh đẹp ở tại chỗ Lộc để quay cho người xem ha. Và năm nay chùa làm rất là đẹp luôn mọi người. Đó. Bây giờ thì Lộc sẽ đi quay bên đây luôn nha. Nó xem những mấy chiếc xe con những phía trước nè. Thì sáng hôm nay là những ngày đầu năm mới thì người dân chỉ đi viếng những ngôi chùa cảnh đẹp á. Hàng năm nay là tính đây là chùa Quỳnh Thọ làm rất là đẹp luôn mọi người. Đây ở phía trước thầy có trang trí rất đẹp luôn. Tết. Bây giờ thì Lộc sẽ đi qua lối chỗ bữa xe nha. Thầy có làm nguyên một dàn hô mai mọi người để cho người dân chụp hình nè. Sau đó thì Lộc sẽ đi lên trên chánh điện để quay cho mọi người xem ngày 1 tại chùa Quỳnh Thọ nha. Ở đây có bán những cái bong bóng nè mọi người. Xe thì người dân dựng bên hông chùa của mọi người. Bây giờ thì cũng bắt đầu người dân đi đông rồi. Xe những dàn xe mọi người. Chỉ mới có 8 giờ mấy là đông rồi. Bây giờ thì Lộc sẽ quay đây là thầy có trang trí bên chỗ bên hông chùa rất là đẹp luôn mọi người. Xuân Giáp Thìn 2024 nguyên một dàn hô mai dẻ luôn nè, đẹp luôn để người dân đến chùa để chụp hình ha. Wow, rất là đẹp luôn mọi người. Tết mọi người có đến Nha Trang lịch thì ghé chùa Quỳnh Thọ thì mọi người chụp hình ha. Năm nay thầy trang trí rất là đẹp luôn. Quá là đẹp luôn. Đây người dân cũng đang đứng chụp hình ở chỗ trước miệu ngâm mọi người. Đây, rồi được mọi người lại miệu ngâm á. Sau đó thì Lộc sẽ đi lên trên chánh điện nha. Wow, một dàn hô mai rất đẹp luôn mọi người. Ở phía trước thì người dân cũng mới vừa lên trên chánh điện để làm Phật rồi mọi người. Tại là phía trước người dân đi xuống phía dưới để chụp hình nè. Phía trước là thờ hai ngài hộ pháp. Đây một vị. Đây là toàn cảnh sáng hôm nay chùa Quỳnh Thọ. Anh chị em chị anh có sức khỏe chúc mừng chị năm mới. Chúc mừng năm mới. Đây là những chậu hồ Quỳnh Thọ rất là đẹp luôn mọi người. Wow. Người dân cũng đang đứng ở phía trước chụp hình nè. Năm nay chùa làm rất là đẹp luôn. Bên đây thì thầy cũng mới vừa làm một pho tượng nè mọi người. Thánh Tăng ngài quý vị Thánh Tăng Đệ Nhất Tài Lộc. Thầy cũng mới vừa thờ nè mọi người. Đây là thờ một vị hộ pháp.
phong cảnh chùa Vĩnh Thọ sáng nay rất là đông luôn mọi người. Ở phía trên thì thầy có trang trí những cái lồng đèn rất là đẹp luôn. Buổi tối thì mọi người thầy lên đèn mà để mọi người chụp hình rất đẹp luôn ha. Đây những cái lồng đèn đây. Bây giờ thầy Lộc sẽ đi lên trên chánh điện nha mọi người. Đây những chậu lúa rất là đẹp luôn. Sáng hôm nay thì Lộc sẽ quay những ngôi chùa mà đẹp ở tại chỗ Lộc để mọi người xem ha. Bây giờ thì Lộc sẽ đi lên trên chánh điện để lại Phật nha mọi người. Bắt đầu đi lên hai cấp mọi người. Thầy có trang trí những chậu hoa Vạn Thọ rất là đẹp luôn. Wow. Đây, thầy có trang trí một chậu hoa cúc rồi mọi người. Đây, đi lên trên chánh điện là rất là nhiều hoa luôn. Wow, rất là đẹp luôn mọi người. Ở phía trước thì thờ mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát mọi người. Nên bây giờ thì Ngọc sẽ đi vào bên trong chính điện để quay cho mọi người xem ha. À, bên trong rất là đẹp luôn mọi người. Đây là bên trong chùa Vĩnh Thọ sáng mùng 1 Tết. Ở phía trước thì thầy có trang trí những chậu hoa mai nè mọi người. Rất đẹp luôn. Wow. Bên trong thì có hai chậu mai. Hai chậu mai đang nở rộ rất đẹp luôn mọi người. Đây thờ Ngài Quan Thánh. Bên đây một chậu. Đây một chậu mai rất đẹp luôn mọi người. Đây là bên trong chánh điện chùa Vĩnh Thọ Nha Trang. Rồi lúc tất cả mọi người lấy Phật cùng Lộc nha. Trong chánh điện rất đẹp luôn. Sáng mà nghe tiếng chuông chùa rất là yên tĩnh luôn mọi người. Đó. Bên đây là thờ một vị Bồ Tát. Hai cái phía dưới thì thầy có trưng hai chậu mai hai bên mọi người, rất đẹp luôn ha. Mấy cô cũng đang đứng trên điện này. Lại Phật này. Có nói nhỏ cái gì mọi người thông cảm nha. Tại vì lên trên chánh điện mọi người. Bên đây thì một vị Bồ Tát rồi mọi người. Hổng Hiền Vương Bồ Tát. Bây giờ thì Lộc sẽ đi lui xuống lại phía dưới nha mọi người. Đó, sáng hôm nay thì Lộc cũng quay trên chánh điện ngày mùng 1 Tết tại chùa để mọi người xem ha. Chùa năm nay làm rất là đẹp, lung linh luôn mọi người. Đó. Tết mọi người có ghé chùa thì đến chụp hình á. Wow, rất là đông người dân này. Lộc quay sẽ đứng trên đây quay toàn cảnh ở phía dưới để mọi người xem luôn ha. Hai đường đi lên trên chánh điện thì thầy có trang trí những chậu hoa Vạn Thọ nè, một chậu cúc rất là to luôn mọi người.
Sáng hôm nay thì trời cũng không có nắng lắm mọi người ha. Ui ha. Thời tiết rất là dễ chịu để mọi người đi đến chùa, những viếng những cảnh chùa để chụp hình nè. Mọi người xem cảnh phía dưới nè. Người dân viếng chùa đang chụp hình phía trước rất là đông luôn. Chung là năm nay chùa làm rất là đẹp luôn mọi người. Buổi tối thầy sẽ lên đèn để mọi người chụp hình rất đẹp luôn. Đây còn cảnh ở phía trước sân chùa Vĩnh Thọ. Đường bên hông cổng chùa mọi người. Đó, bên hông chỗ có xe thì thầy có làm một cái những cây mai vẽ nè, là một cái khu đường cây mai vẽ vô để mọi người chụp hình rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ thì Lập Sướng sẽ xuống lại phía dưới nha. Sáng hôm nay thì chùa thì không có đãi buffet chay mọi người, tại vì sáng hôm nay là ngày mùng 1 á. Chùa chỉ dọn bún chay thôi mọi người. Bún chay nè, người dân cũng đang dùng nè. Lập Sướng quay cho mọi người xem luôn ha. Quay chùa Vĩnh Thọ sâu đó thì Lập sẽ đi những ngôi chùa khác để quay cho mọi người xem tiếp nha. Đi để quay từng khoảng mấy cái chùa để gần 11 giờ trưa rồi mọi người. Wow. Bên trong thì thầy có trang trí một chậu mai nè. Rất là đẹp luôn, đó, vàng đều luôn mọi người. Đây người dân cũng đang dùng bún chay tại chùa nè. Bún chè nè, các loại luôn mọi người. Bây giờ cũng bắt đầu đông rồi. Đây là một cảnh ở phía dưới chùa Vĩnh Thọ. Lâu quá gặp ha. Sáng hôm nay thầy cũng đang tiếp khách mọi người. Nhân cũng đang dùng bún chay nè. Rồi. Lộc về phía trước đã quay cho mọi người xem quá. Đầu năm thì chùa thầy có lì xì đầu năm với mọi người. Khi mọi người tất cả mọi người đến chùa nha, đi sáng mùng 1 thôi nha mọi người. Đây là một cây mai nè, wow, rất là đẹp luôn. Những chậu lúa đang rất là đẹp luôn nè. Wow, mình xem cây mai nè. Wow, mai này chắc mười mấy cánh mọi người. Người dân cũng đang đứng chụp hình nè mọi người. Thích luôn. Đây mấy cô cũng đang đứng chụp hình đây. Wow, đây là những trụ hồ Vĩnh Thọ nữa đều luôn mọi người. Rất là đẹp luôn mọi người ơi.
sáng nay đường phố ở tại chùa Quỳnh Thọ phía trước thì rất là yên tĩnh luôn mọi người. Đây này, đó là quay cho mọi người xem ha. Không có ồn mà nhộn nhịp như ngày 28, 29, 30 mọi người. Đó, những ngày này mọi người đường phố rất yên tĩnh luôn. Ở phía trước hiện tại là người dân cũng đang đứng để chụp hình nè. Đó, Lộc sẽ đứng ở đây và Lộc sẽ quay toàn cảnh chùa Quỳnh Thọ để mọi người xem ha. Sau đó thì Lộc sẽ đi tiếp những ngôi chùa tiếp theo để quay cho mọi người xem ha. Đây là khung cảnh chùa Quỳnh Thọ sáng mùng 1 Tết. Sáng hôm nay thì trời không có nắng, người ui rất là thích hợp cho mọi người đến viếng những cánh chùa để chụp hình không ạ. Quá là đẹp luôn mọi người. Những ngày đầu năm thầy có làm một cây nêu nè. Mọi người ha, cây nêu phía trước chùa này rất là đẹp luôn. Đó, người dân cũng bắt đầu đi rất là đông rồi. Rồi, sáng hôm nay thì Lộc cũng quay cảnh chùa Quỳnh Thọ sáng ngày mùng 1 Tết. Bây giờ thì Lộc cũng xin kết thúc video để Lộc đi quay những ngôi chùa khác cho mọi người. Lộc xin chào tất cả mọi người nha.